Xin chào các bạn. Trong cái video này thì Quân Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà refund lại tiền khi các bạn đã nạp vào trong cái tài khoản Google Google Ads trong tài khoản quảng cáo. Thì cái cách lấy lại tiền như thế nào? Cho hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái quy trình để mà lấy lại ha. Thì thường thường tài khoản của mình hay bị suspend cái tài khoản Ads của mình, và các bạn đã kháng cáo 2 đến 3 lần rồi nhưng mà không về. Thì trong trường hợp này thì chúng ta cần phải có cái hành động để mà lấy lại tiền về tài khoản của mình ha. Thì trong phần này thì chúng ta cần phải refund, cần phải làm sao cho Google nó refund lại tiền của mình nạp vào trong tài khoản. Thì cái cách refund thì đó là cách duy nhất là chúng ta cần phải hủy tài khoản Google Ads hoặc là tài khoản quảng cáo, sau đó nhận lại tiền. Sau khoảng 10 ngày thì bạn sẽ nhận lại tiền ở trong tài khoản ha. Thì cái cách hủy tài khoản Google Ads như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn như thế này, các bạn hãy tập trung vào. Để hủy tài khoản thì các bạn vào ở trong cái tài khoản Google Ads và nó đã bị suspend, kháng cáo không về, thì các bạn chọn vào cho mình là cái menu Tool and Setting, và các bạn chọn cho mình Presence đây. Sau khi các bạn chọn Presence này thì các bạn sẽ để cho nó load lên đó ha. Rồi thì trong phần này các bạn tích vào là Account Status. Thì trong phần Account Status là trong tài khoản này đang active ha. Đang active thì các bạn chọn là Cancel My Account. Sau khi các bạn chọn Cancel Account thì các bạn chọn Cancel ha. Thì như vậy là cái tài khoản này đã cái tài khoản này nó đã cancel rồi ha. Thì như vậy là chúng ta có thể nhận 10 ngày để nhận tiền. Nếu mà tài khoản của bạn là tài khoản tiếng Việt á, thì các bạn chọn menu công cụ cài đặt, chọn đến cái phần lựa chọn và ưu tiên. Thì trong cái phần lựa chọn ưu tiên này thì các bạn mở nó ra, và sau đó là các bạn chọn trạng thái tài khoản. Trong phần trạng thái tài khoản này thì các bạn chọn là kích hủy tài khoản của tôi đi. Thì sau đó là khoảng 10 ngày sau thì các bạn sẽ vào lại trong tài khoản Google Ads của mình á, tích vào trong phần công cụ và cài đặt này, và các bạn chọn vào cái mục thanh toán tóm tắt ha. Trong cái mục thanh toán tóm tắt này thì các bạn sẽ xem những cái con số tiền mà các bạn nạp đã vào trước đây á, thì nó đã hoàn lại như thế này ha. Rồi ok, thì trong phần nó đã hoàn lại, đây là cái phần thanh toán đã hoàn lại cho mình ha. Đấy, thanh toán đã được hoàn lại ở tại cái thẻ Mastercard của mình ha. Rồi ok, thì như vậy là các bạn đợi cái khoảng một hoặc hai ngày hoặc là ít nhất một tuần thì ngân hàng sẽ gửi tiền về và các bạn sẽ có tin nhắn. Rồi ok, trong cái video này thì mình đã hướng dẫn cho bạn về cái phần này đã xong. Cảm ơn các bạn theo dõi. Các bạn nhớ kích subscribe, đăng ký kênh của mình ha. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.